Yo, xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ trời nó đang mưa và em đang ở phía ngoài của cái tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Mấy ngày nay cư dân Sài Gòn xôn xao về nó và rất nhiều người đã đổ xô đi đến đây để tìm hiểu và tham quan cái công trình ở đây. Thì lát nữa em sẽ có một số hình ảnh về ở phía trong cái tòa nhà và đây là phía một số hình ảnh ở phía ngoài cái tòa nhà. Vâng, bây giờ em đang đi xuống dưới tầng hầm để gửi xe. Cái đoạn đường đi xuống đây nó rất là dốc. Mà nếu như trời mưa thì mọi người chạy cẩn thận xíu nha. Xe đông quá trời luôn. Đây là khu vực gửi xe ở dưới tầng hầm của Vinhomes. Rất là đông xe. Để tìm được cái chỗ đậu xe cực kỳ khó. Đây là những cái số nằm trên tường, cái số đánh dấu để cái vị trí để lát mình nhớ mình xuống mình lấy xe. Cực kỳ đông, gần như là hết chỗ để xe, quá đông. Chào các bạn, mấy ngày đầu khai trương ở cái khu vực gửi xe và ở khu vực gửi xe dưới ở dưới đây làm việc rất là cực lực, làm việc rất là liên tục. Đây những anh bảo vệ và giữ xe ở đây làm việc rất là vất vả, làm liên tục không giờ nghỉ. Đó, đó vì thấy phía bên bên kia có hai ba anh đang lấy thẻ xe cho khách, các anh làm liên tục. Ở đây có một anh đang điều xe đó, anh điều liên tục không có cái thời gian nào nghỉ ngơi hết, rất là tội nghiệp cho mấy anh đó. Đây mình đang đi vào khu vực phía lên trên khu viên hồng đây, dưới từ tầng hầm đi lên nha, rất là đông.
quá đâu. Là ở khu vực ăn uống, đây là bán rất là nhiều đồ thức ăn nhanh ở đây. Mình đã đi dạo lên tới phía trong này là tầng 1, L1 của Vinhome đó mọi người. Phía bên này là rạp chiếu phim. Phía trong này là đi lên cái khu vực ở ngoài trời, nằm ở tầng lĩnh của Vinhome đây. Đây là cầu thang đi lên khu tầng lĩnh của Vinhome. Đây là khu vực ở ngoài trời phía tầng lĩnh của Vinhome nha. Mình đi lên trên đó thử xem. Wow, chúng ta đang từ từ đi lên. Đây là cái khu công viên cây xanh ngoài trời. Rồi đây là khu vực có phía tầng lĩnh. Rất là đông.